Tất cả mọi người, hôm nay giày nam.com giới thiệu tất cả mọi người một mẫu giày công sở buộc dây có mã là BD6023 màu đen. Mẫu giày được thiết kế bằng 100% bằng da bò nguyên tấm. Đi cùng với đó là những thiết kế rất là chi tiết, khá đẹp mắt. Như anh em có thể thấy, đây là hai đường chống nhăn gập giúp anh em sử dụng mẫu giày và không lo bị nhăn gập giày. Được làm 100% bằng da bò thật cho nên là chất liệu da rất là mềm, đi rất là thích. Mẫu giày đi cực kỳ bền và càng đi càng mềm, càng bóng về da. Mẫu giày này thì phù hợp cho rất là nhiều lứa tuổi, một độ tuổi khác nhau, phù hợp đặc biệt là phù hợp cho dân công sở, là cho những anh nào thích mặc đồ Âu sơ mi. Cũng như tất cả các mẫu giày khác thì phần đế thì cũng làm từ cao su non đúc với những chi họa tiết khá là đẹp, giúp vừa giúp anh em cảm thấy đẹp mắt và giúp anh em sử dụng đi rất là bám đường, không lo bị trơn trượt. Ok, mẫu giày này thì hiện tại bên mình đang bán với giá là 480.000. Nếu anh em nào ưng mẫu sản phẩm này thì để lại ngay số điện thoại bên dưới, nhanh tay đặt hàng để nhận được nhiều ưu đãi của bên mình. Cảm ơn tất cả anh em theo dõi video.